Nắm bắt được nhu cầu thực phẩm nông sản tăng mạnh trong dịp Tết, hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đang tất bật chuẩn bị các mặt hàng nông sản như bánh nhãn, hoa quả và thịt gia súc gia cầm để kịp thời phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, hiện cơ sở sản xuất Hòa Đồng, khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung sản xuất số lượng lớn bánh nhãn cho các đơn hàng Tết. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cơ sở sản xuất chú trọng ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu, phải đạt các tiêu chí quy định của sản phẩm OCOP, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, thương hiệu bánh nhãn Lang Chánh được nhiều người biết đến nên đơn hàng cũng tăng cao. Vào những ngày cận Tết, cơ sở sản xuất bánh nhãn cung cấp số lượng gấp đôi so với ngày thường. Hiện nay thì cơ sở rất là nhiều đơn đặt hàng ở khắp mọi nơi, ví dụ như là các siêu thị và các cửa hàng tạp hóa ở các vùng miền trong Thanh Hóa mình ạ. Trong quá trình sản xuất thì chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề là tất cả phải gọn gàng, sạch sẽ và đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng ạ. Bên cạnh bánh nhãn, hoa quả thì thịt gia súc gia cầm cũng là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn và đang được người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh chuẩn bị để bán vào dịp Tết. Gia đình anh Lê Văn Trưởng, thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương nuôi trên 130 con dê thịt thương phẩm. Dự kiến trong dịp Tết này, gia đình sẽ xuất bán trên 1 tấn thịt dê. Do nhu cầu thị trường Tết đòi hỏi sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nên gia đình anh luôn chăm sóc, theo dõi sát sao đàn dê để kịp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài huyện. Nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán, Hội Nông dân huyện Lang Chánh phối hợp với các đơn vị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng phục vụ dịp Tết. Đồng thời, hội cũng hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương trên các nền tảng như Zalo, Facebook, nhóm để giúp nông dân tiêu thụ được sản phẩm. Trước khi mà chuẩn bị vào cái dịp Tết như thế này thì bọn em thường là sẽ mở một cái lớp tập huấn về an toàn thực phẩm để cho bà con cũng như là các thành viên ở trong cái hợp tác xã biết được cái sự quan trọng của cái vấn đề an toàn thực phẩm trong cái khâu sản xuất của mình. Thì khi mà mình làm tốt những cái vấn đề đấy thì cái sản phẩm của mình làm ra ấy sẽ được bà con tin tưởng và chấp nhận một cách tốt hơn ạ. Hội nông dân tuyên truyền về cái nhu cầu thị trường. Thứ hai là trong quá trình sản xuất phải đảm bảo về an toàn thực phẩm và mẫu mã nó bắt mắt đẹp để mà đưa ra thị trường để cho người tiêu dùng người ta có cái cảm giác cái sản phẩm nó tốt và nhìn nó bắt mắt, vừa là sản phẩm tiêu dùng bình thường cũng vừa là cái món quà để tặng trong dịp Tết. Ghi nhận tại các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Lang Chánh cho thấy hiện lượng tiêu thụ các sản phẩm kẹo nhãn, cam, sản phẩm gia súc gia cầm đã bắt đầu tăng mạnh. Với người nông dân, nông sản, vật nuôi đạt năng suất và giá bán ổn định sẽ giúp bà con có nguồn thu nhập cao từ nông sản và đón một cái Tết đầm ấm, sung túc.